Sự tử gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Ngũ Cốc Trấn Trung Tiên, được làm từ chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã TCTT089, có kích thước cao 45, ngang là 80 và sâu 68. Và hiện tại tác phẩm này có giá bán bên em là 9.500.000 đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Và bình chum này là một bình chum được phay rất là tròn các bác nha. Và ở đây thì chum phú quý là một biểu tượng của tiền bạc sung túc thịnh vượng. Sở hữu chum sẽ giúp cho gia chủ phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh. Và chum còn giúp cho gia chủ có thể giữ được tiền tài, cũng như là một vật phẩm có thể thu hút và mang lại của cải phát đạt và thịnh vượng cho gia chủ. Thiềm thư là một linh vật có hai vai trò, một là sự giàu có và thứ hai là làm tan linh hồn của quỷ ma. Và thiềm thư hay còn được gọi là cóc ba chân, luôn ngậm một đồng tiền ở trong miệng, có năng lực chiêu tài rất là mạnh. Phong thủy của cốc linh vật rất là hiệu quả. Và ngoài ra thì tượng cốc này còn được rất là nhiều các bác khách hàng lựa chọn để trưng bày ở trong nhà, cửa hàng, văn phòng hay công ty, giúp trấn trạch cũng rất là tốt. Ngoài ra thì còn thu hút tài lộc, chiêu tài lộc rất là mạnh, rất là phù hợp cho những bác làm về kinh doanh đúng không ạ? Và em nghĩ là những cái tác phẩm thiềm thư này thì rất là dễ để mỗi gia đình đều có thể sở hữu cho mình một tác phẩm to hoặc là nhỏ, tùy vào không gian để của các bác để làm sao cho thật là đẹp và phù hợp. Ở đây thì là năm chú cốc trầu và một bình chum tiền, chúng ta vừa chơi thiềm thư vừa chơi bình chum phú quý thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hai trong một, và là một tác phẩm được đúc rất là đẹp các bác nhé, hàng làm từ diện. Và tiếp theo thì là tác phẩm Tam Cốc Trấn Trung Tiền, được làm từ chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã TCTT088, có kích thước cao 54, ngang 68 và sâu của tác phẩm này là 58. Hiện tại tác phẩm có nặng 34kg, có giá bán bên em là 5 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Và bên cạnh việc thu hút tiền tài, châu báu và sự bảo vệ thì thiềm thư còn giúp cho gia chủ ngăn chặn được các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc. Và ngoài ra thì cốc cặp tiền thường được xem như là một cô chú cốc chúa. Do đó các bác chúng ta cần đặt làm sao ở trong không gian phòng khách, cửa hàng, phòng kinh doanh hay là cơ quan, đặc biệt là những cái vị trí phù hợp nhất để có thể chiêu tài lộc cực kỳ tốt cho gia chủ. Rồi ạ, và đây là một tác phẩm cũng được làm từ diện các bác nhé. Và tùy vào từng khúc gỗ, tùy vào từng độ tuổi của cây thì gỗ nó sẽ có những cái màu khác nhau. Ví dụ như là hai chum hôm nay em giới thiệu đến các bác thì là hai độ tuổi cây đó chênh nhau một xíu, nên là sẽ có cây màu nó sẽ tối hơn và có cây thì màu nó sẽ nhạt hơn một xíu. Và ngoài ra thì ở đây thì đều là những cái hàng gốc hương già đanh rồi, vẫn rất là đẹp các bác nhé. Riêng chúng ta chơi cái bình chum phú quý không thôi cũng đã rất là tuyệt vời rồi, chứ chưa kể đến là những cái chú thiềm thử ở trên đục đi kèm với các đồng xu tiền vàng, gậy như ý hay là sâu chuỗi phúc lộc thọ. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác hãy liên lạc với sở đồ gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 0355678885 hoặc số 0868681137 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.